vừa đi đâu về đấy? Anh qua viện mà không thấy. Em đi cầm sợi dây chuyền. Em đúng là vô dụng thật. Những lúc cần tiền cũng chỉ biết mang sợi dây chuyền của mẹ đi cầm. Lần này chắc là em sẽ mất nó. Mà mất cũng được, dù sao cũng chỉ là vật kỷ niệm thôi mà, không sắt ra mà ăn được. Đằng nào cũng là kỷ vật của một người không cần em nữa. Bây giờ có bán tất cả mọi thứ đi cũng chả đủ tiền. Mấy trăm triệu. Em thì kiếm đâu ra mấy trăm triệu. Cần bao nhiêu? Lần này cho tôi vay được không? Vay á? Sao tự nhiên hôm nay cũng khách sáo thế? Chỉ cần cậu như trước kia, biết nghe lời và biết làm cho tôi vui, thế là được. Tôi cần khoảng 200. Tôi hứa sẽ trả. Bao giờ? Với một người có đồng lương ít ỏi như cậu, cộng thêm một gia đình vừa có người bị bệnh, vừa có người thất nghiệp, lại vừa có người học đại học nữa, thì đến bao giờ cậu mới trả được nợ cho tôi? Đối với tôi, 200 triệu không lớn, nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Chỉ cần cậu nghe lời tôi, thì từ 6 tháng đến 1 năm, cậu sẽ có số tiền đó. Nhưng mà... Về đi. Để kiếm bạn cùng giường, tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Chị này, sắp tới công ty của em sẽ ra mắt một số sản phẩm mới. Em thấy là bữa xế bên mình đang cho các bé ăn các sản phẩm ăn liền. Có gì chị cân nhắc giúp em nhé. Được rồi, chỗ bạn Cẩm Khê chị sẽ lưu ý. Em cứ sang phòng kế toán ký nhận tiền đi. Dạ. Em cảm ơn chị ạ. Anh đây. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? À, anh mới nhận được tiền thưởng. Sao nhiều vậy? Em đang cần mà. Cứ dùng để lo cho ông đi.
chắc em chỉ nhận một nửa thôi. Anh còn lo cho chị nữa mà. Không sao, anh có đây rồi. Mà anh vào làm đã. Thế nhá.